Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Nhận lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc, ngày hôm nay tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã hội đàm với ngài Lee Won-seok, Tổng công tố Viện công tố tối cao Hàn Quốc. Ngài Tổng công tố Lee Won-seok bày tỏ vui mừng được gặp lại Bộ trưởng Tô Lâm, hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Hàn Quốc của Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, cho rằng chuyến thăm sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác giữa lực lượng cảnh sát hai nước phát triển gắn bó chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa. Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn ngài Lee Won-seok và các đồng nghiệp đã dành thời gian đón tiếp đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng và lâu dài vì lợi ích chung của hai nước, nhân dân hai nước và vì ổn định hòa bình trong khu vực và thế giới. Đánh giá cao sự phát triển tích cực trên nhiều mặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Cùng với sự phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Bộ Công an Việt Nam và Viện Công tố Tối cao Hàn Quốc đã thống nhất ký bản ghi nhớ về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia vào năm 2019, tạo hành lang pháp lý cho sự phối hợp có hiệu quả giữa hai bên trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Hai bên đã tích cực trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp điều tra bắt giữ đối tượng người Hàn Quốc, thu giữ nhiều kg ma túy đá, đối tượng lừa đảo tại Hàn Quốc lẩn trốn tại Việt Nam. Trên cơ sở mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc, để tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên xây dựng kế hoạch tăng cường hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm, hỗ trợ xác minh và điều tra các vụ án cụ thể, trao đổi thông tin nghiệp vụ, trao đổi đoàn các cấp, đào tạo nâng cao năng lực thực thi pháp luật, phối hợp đảm bảo an ninh an toàn cho công dân nước này đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia. Đề nghị phía Hàn Quốc tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn tại Hàn Quốc dành cho Bộ Công an Việt Nam về điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường, tội phạm mua bán người, phân tích, phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử, đào tạo nâng cao trình độ ngôn ngữ tiếng Hàn. Ngài Lee Won-seok nhất trí với những đề nghị của Bộ Công an Việt Nam, nhấn mạnh thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, kinh tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều nay Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng đã báo cáo kết quả công tác của Đại sứ quán tại Hàn Quốc với Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn. Thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, Bộ trưởng Tô Lâm điểm qua một số tình hình an ninh trật tự trong nước về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm. Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đại sứ quán đã đạt được trong thời gian qua, bày tỏ mong muốn toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối, sứ giả Việt Nam tại Hàn Quốc, tích cực vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển. Trước đó, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn cũng đã tới thăm trụ sở Liên đoàn Taekwondo Thế giới. Tại đây, lãnh đạo Liên đoàn Taekwondo Thế giới đã trao tặng Bộ trưởng Tô Lâm chứng nhận Taekwondo danh dự. Trong quý 1, tình hình tai nạn giao thông trên cả nước đã giảm cả về số vụ và số người tử vong. Cụ thể, giảm 15,43% số vụ và 15,23% số người tử vong so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng cồn trong 3 tháng đầu năm đã giảm sâu. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 1 diễn ra vào chiều ngày hôm nay dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Cùng dự hội nghị về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Báo cáo của lãnh đạo Bộ Công an cho thấy, quý 1 năm 2023, Bộ Công an đã huy động gần 150.000 lượt tổ công tác để tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm với gần 600.000 lượt cán bộ chiến sĩ. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý hơn 750.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, phạt hơn 1.300 tỷ đồng, tước gần 140.000 giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 220.000 phương tiện các loại. Trong đó, có hơn 150.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm 17,75%, 472 trường hợp lái xe dương tính với ma túy, hàng trăm ngàn trường hợp chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải. Quá trình xử lý thì chúng tôi quán triệt quan điểm là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, và cán bộ chiến sĩ công an nhân dân làm gương không can thiệp vào việc xử lý các cái hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua thực hiện các cái chủ trương, các cái giải pháp chỉ đạo của Đảng ủy Trung ương, của Bộ Công an thì đã góp phần tiếp tục lập lại kỷ cương, kỷ luật về trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông,
Đặc biệt như các ông chí đã thấy là quý 1 năm 2023 thì chúng ta đã giảm 428 vụ tai nạn giao thông, giảm 258 người chết và giảm 148 người bị thương. Có thể nói đây là một cái số liệu mà chúng ta thấy là rất có ý nghĩa, rất nhân văn. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, qua xử lý quyết liệt các vi phạm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, bước đầu đã hình thành thói quen không điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn. Đồng thời nhấn mạnh, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn không chỉ kéo giảm tai nạn giao thông mà còn kéo giảm các vụ gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, nâng cao nhận thức ý thức của cán bộ đảng viên. Đề cập đến những sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho rằng đây là những sai phạm có tổ chức, có hệ thống đã kéo dài trong nhiều năm. Một số lãnh đạo của Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng với cán bộ đã cấu kết với các trạm đăng kiểm thành lập ra 73 công ty dịch vụ để tổ chức hoán cải không đúng quy định gần 40.000 phương tiện không đảm bảo về quy định để đưa ra lưu thông trên đường. Cấu kết với nhau để tổ chức hoán cải xe 7 chỗ thành xe 7 chỗ, 9 chỗ thành xe 15 chỗ, xe 25 chỗ thành xe 30 chỗ, 35 thành 45 chỗ, 50 chỗ. Những cái đó là phải theo đúng quy trình, được phải có thiết kế, phải có thi công, phải có nghiệm thu, nhưng đều bỏ qua hết tất cả những công đoạn này để trục lợi, đưa vào đăng kiểm, đưa vào hoạt động là gần 40.000 phương tiện mà không đủ an toàn về giao thông để đưa ra hoạt động. Đây là một cái nguy cơ rất lớn. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang biểu dương kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1 năm 2023, nhất là giảm sâu về số vụ, số người chết và số người bị thương và giảm số vụ ùn tắc giao thông. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề, trong đó chú trọng vào các vi phạm có nguy cơ trực tiếp cũng như tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương và các lực lượng đẩy mạnh và tăng cường công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Chiều nay tại Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1, Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã tổ chức hội thảo khoa học cấp hội đồng với chủ đề Xây dựng lực lượng công an cơ sở, lý luận và thực tiễn. Tới dự có Trung tướng Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an. Hội thảo là diễn đàn khoa học chuyên sâu để lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Công an Nhân dân, các nhà khoa học trao đổi những vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng lực lượng công an cơ sở. Tại hội thảo, các đại biểu đều khẳng định lực lượng công an cơ sở đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa bàn cơ sở. Đây là lực lượng gần dân, sát dân nhất, là cầu nối giữa nhân dân với các cấp chính quyền, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng dẫn các tổ chức quần chúng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Tuy nhiên, công tác xây dựng lực lượng công an cơ sở hiện nay vẫn còn tồn tại hạn chế nhất định. Cụ thể, lực lượng công an cơ sở còn mỏng so với chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của công an cơ sở còn một số vướng mắc. Trên cơ sở dân chủ, khoa học, các đại biểu đã thẳng thắn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng lực lượng với mục tiêu xây dựng công an xã thị trấn toàn diện để đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở. Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định các luận giải, phân tích cũng như các kiến nghị đề xuất tại hội thảo có giá trị cao cả về lý luận và thực tiễn. Đây sẽ là một trong những luận cứ khoa học quan trọng để Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo nghiên cứu, tổ chức bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng công an cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở trong tình hình mới cũng như góp phần hoàn thiện lý luận khoa học công an nhân dân. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Hồ Văn Khoa, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ cùng ông Trần Phước Mỹ, Phó phòng Quản lý đô thị UBND quận Cẩm Lệ về tội nhận hối lộ. Và chiều ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Hồ Văn Khoa tại UBND quận Cẩm Lệ. Quá trình điều tra vụ án đưa nhận hối lộ liên quan đến việc đấu thầu và thi công gói thầu nạo vét hệ thống cống thoát nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ, cơ quan cảnh sát điều tra công an Đà Nẵng đã xác định Chủ tịch UBND quận Hồ Văn Khoa và một số cá nhân khác đã nhận hối lộ gần 3 tỷ đồng từ công ty trách nhiệm hữu hạn Thi Nghĩa Hưng có trụ sở tại phường Hòa Thọ Đông quận Cẩm Lệ và giúp doanh nghiệp này trúng một số gói thầu. Trước đó vào đầu tháng 12 năm ngoái, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam ông Võ Thiên Sinh, Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ và ông Võ Thành Quý,
trưởng phòng quản lý đô thị UBND quận về tội nhận hối lộ, khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Đặng Nhất Huy, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thi Nghĩa Hưng về tội đưa hối lộ. Thông tin liên quan đến vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505, cho đến chiều ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen của chiếc trực thăng bị rơi tại khu vực biển giáp danh giữa Vịnh Hạ Long với xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Cụ thể, hộp đen của chiếc trực thăng gặp nạn đã được tìm thấy trong khu vực buồng lái. Bước đầu nhận định, khi nhận thấy trực thăng gặp sự cố, phi công đã rất cố gắng điều khiển đưa trực thăng về khu vực an toàn. Tuy nhiên, do sự cố quá nhanh nên phi công không xử lý kịp. Tối nay, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, đơn vị đã yêu cầu Bộ Tham mưu Quân khu 3, Biên phòng, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam huy động lực lượng phương tiện tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Trước đó, ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm để tìm 5 nạn nhân xấu số. Hơn 600 người, bao gồm lực lượng quân đội, công an, ngư dân và các lực lượng địa phương, cùng với nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng đã được huy động tìm kiếm. Cho đến thời điểm này, 4 trong số 5 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại đang được tiếp tục triển khai. Còn liên quan đến vụ tai nạn tại ngã tư Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội xảy ra vào chiều ngày hôm qua, làm 19 người bị thương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân của vụ tai nạn trên là do tài xế xe ô tô Hoàng Ngọc Vĩnh không kiểm soát được chân ga, khiến xe bất ngờ tăng tốc gây ra tai nạn liên hoàn, làm 17 xe máy bị hư hỏng, 19 người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Qua kiểm tra không phát hiện nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe. Hiện công an quận Tây Hồ đã trưng cầu Trung tâm Pháp y Sở Y tế Hà Nội giám định tỷ lệ thương tích đối với các nạn nhân. Cho đến trưa nay, 8 bệnh nhân được về nhà tự theo dõi, trong số 11 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện thì có 3 bệnh nhân nặng. Chiều nay tại buổi họp báo thường kỳ, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã thông báo các hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế về những vấn đề mà dư luận quan tâm. Trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Việt Nam liên quan đến thông tin, bộ phim tài liệu về quá trình tìm kiếm máy bay số hiệu MH370 của Malaysia có nội dung không chính xác, cho rằng Việt Nam không hợp tác trong việc hỗ trợ tìm kiếm máy bay, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, ngay sau khi xảy ra vụ việc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã khẩn trương chủ động lên các phương án ứng phó, tích cực chia sẻ thông tin và phối hợp với phía Malaysia cũng như các quốc gia mong muốn triển khai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên quy mô lớn, đồng thời hỗ trợ phóng viên nước ngoài tham gia đưa tin. Những nỗ lực của Việt Nam vào thời điểm đó đã được cộng đồng quốc tế và dư luận báo chí trong và ngoài nước ghi nhận. Cho tới nay, các cơ quan chức năng chưa hề đưa ra bất cứ một kết luận nào về vụ việc mất tích của máy bay MH370. Do đó, bộ phim tài liệu MH370 chiếc máy bay biến mất đưa ra những nhận định khi chưa có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng là sai sự thật, không có cơ sở, không phản ánh đúng nỗ lực của các cơ quan chức năng của Việt Nam và khiến dư luận Việt Nam bất bình. Chúng tôi yêu cầu công ty sản xuất và nhà làm phim phản ánh chính xác những đóng góp của Việt Nam trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn máy bay MH370 của Malaysia và gỡ bỏ và sửa đổi những nội dung không phù hợp. Một vấn đề được dư luận quan tâm đó là việc truyền thông Đài Loan Trung Quốc cho biết vừa phát hiện một số thi thể mang quốc tịch Việt Nam trôi dạt vào vùng biển gần đảo này. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Ngoại giao thì Cục lãnh sự cũng như là Văn phòng Kinh tế Văn hóa của Việt Nam tại Đài Bắc đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của phía Đài Loan Trung Quốc để theo sát vụ việc và hỗ trợ thân nhân những người được cho là mất tích để tiến hành các thủ tục xác minh nhân thân và xử lý các vấn đề về hậu sự. Và thông tin thì cho biết là phía Đài Loan phát hiện được 12 người là mang giấy tờ tùy thân Việt Nam. Và ngay sau khi nhận được thông tin thì cũng lãnh đạo Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế Việt Nam tại Đài Bắc chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng của Đài Loan, Trung Quốc để nắm bắt thông tin và kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết. Lý giải trước câu hỏi tại sao gần đây nhiều người Việt Nam vượt biên trái phép sang Đài Loan, Trung Quốc và liệu có tổ chức tội phạm đứng đằng sau những vụ việc này, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh. Chính phủ Việt Nam thì chủ trương tạo thuận lợi cho di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, đồng thời là kiên quyết đấu tranh phòng chống di cư trái phép và đưa người di cư trái phép cũng như là mua bán người.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế với các nước, các tổ chức quốc tế, trong đó có tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol trong việc ngăn chặn, điều tra, xử lý các hình thức đưa người di cư trái phép theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, giữa bộn bề cuộc sống, chúng ta vẫn luôn bắt gặp những giá trị chân thiện mỹ. Đối với các nghệ sĩ, những giá trị này được hiện thực hóa trong các đứa con tinh thần của mình. Họa sĩ Phan Sang đã lựa chọn một lối đi riêng, dường như công chúng dễ bắt gặp chính bản thân mình trong từng mảng màu, từng đường nét chấm phá. Vượt lên trên tất cả là khát vọng sống, khát vọng về sự an yên. Cái bến xe cảm xúc của trong con người chúng ta nó chỉ khoảng tầm 7 giây gì đấy. Chúng ta hãy lưu giữ những khoảnh khắc, những cảm xúc đẹp được luôn được truyền năng lượng tới mọi người xung quanh. Nếu nói là đẹp thì cũng sẽ bởi vì nó màu sắc, nhưng mà tôi thì cũng không muốn dùng từ đẹp. Tôi nghĩ là tạo ra một cái ấn tượng bởi vì nó gợi cảm, nó còn tạo gây một cái cảm xúc mạnh. Không xa vào lối tả thực mà nhằm nốt tả cá tính của đối tượng bằng nội tâm của mình, những đứa con tinh thần của Phan Sang dường như chiếm trọn cảm xúc của công chúng khi thưởng thức. Thì ở đây là sử dụng về những đường nét, nó tạo cho mình cảm giác gắt gỗng, tức giận hay niềm vui và nỗi buồn. Màu sắc nó mang lại cảm xúc. Còn yếu tố siêu thực ở đây là tôi muốn lấy một nhân vật cho cuộc sống này. Tôi thể thấy được là một phần cái nội tâm của tôi ở bên trong bức tranh đó. Phan Sang đến với hội họa như một cái duyên giản dị, thấm vào máu của người nghệ sĩ ngay từ khi còn nhỏ. Những cái nét nó nguệch ngoạc, thì những ký ức đấy nó ùa về nó và nó đúng như thực tế là ô, mình là một họa sĩ ư. Như là cái tên triển lãm bạn đã đặt đó là Dế làn da ấy bạn là ai? Thì mình thấy rất là hấp dẫn bởi cái phong cách, bởi cái cách dùng màu, một cái sự phức tạp trong cái tâm hồn bạn ý nghĩ. Nhắc đến quản trị, ảnh hưởng đến rất nhiều vào trong tác phẩm của Phan Sang. Cảm xúc nó rất là mạnh liệt ở bên trong đó để mà vươn lên từ trong cái màu sắc đấy. Không lựa chọn êm đềm như những họa sĩ khác, những đường nét chấm phá cộng với màu sắc nổi bật, Phan Sang đã khai thác tối đa yếu tố lập thể, siêu thực và biểu hiện. Thay vì những điều nó bị tiêu cực đi thì chúng ta sẽ nhìn nó bằng một cách đẹp đẽ hơn, màu sắc nó sẽ tươi sáng hơn, nó làm cho cuộc sống mình trở nên phong phú hơn rất là nhiều. Không phải là chỉ nghe câu chuyện của anh ấy mà cũng lại là hỏi chính mình và tìm chính mình trong khi xem nghệ thuật của Sang Phan, thì tôi nghĩ đấy là một cái thành công và cũng không gồng mình. Mỗi bức tranh đều mang một sắc thái riêng. Con người trong chốn nhân sinh, ai cũng có cảm xúc từ vui buồn đến phiền não, từ yêu thương đến ghét bỏ thù hận, từ vị kỷ đến bao dung. Mình muốn truyền tải những điều tốt đẹp để đến với mọi người. Và đó là một câu hỏi khi chúng ta bước ra khỏi nhà hay là trước khi một bắt đầu một ngày mới, chúng ta đặt mình là ai và như thế nào. Những cái đặc điểm ở trong cái nội tâm của họ luôn là mang